em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng à. Thì hôm nay là mùa hè rồi thì ai cũng muốn cho da của mình đẹp hơn, xe kích lỗ chân lông, cũng như là mùa hè tới thì da mặt của chúng ta nó dễ bị gọi là nổi mụn nè. Rồi mình muốn làm cách nào để thải độc cho da cũng như là giúp da được trắng sáng mịn màng hơn, giúp da loại bỏ những cái sắc tố sạm da cũng như là cung cấp những cái dưỡng chất cho da trong cái mùa hè này, bởi vì cái mùa hè là cái thời tiết mà da của chúng ta dễ bị sạm đen nè. Rồi cái lỗ chân lông của mình sẽ bị to ra và đặc biệt là nó sẽ ra những cái chất nhờn. Thì làm cách nào để da của chúng ta đẹp hơn thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái bí quyết về cái dòng sản phẩm mặt nạ này nha. Đây thì đây là dòng sản phẩm mặt nạ. Mặt nạ này gọi là mặt nạ sủi bọt con heo nha mọi người, bởi vì cái dòng sản phẩm này nó có con heo ở trên cái logo sản phẩm đây. Thì đây là dòng sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc và được rất là nhiều khách ưa chuộng cũng như là bán rất là chạy, cứ năm nào mùa thì là cứ nhập cái mặt nạ con heo này về để chị em cùng sử dụng, cùng giúp cho da của mình cải thiện hơn, được đẹp hơn, cũng như là loại bỏ những sắc tố sạm da, thải độc cho da, thải trì cho da, giúp da si kích lỗ chân lông căng mịn mướt và đẹp hơn rất là nhiều thì nhờ cái dòng sản phẩm sủi bọt con heo này nha. Đối với những cái làn da nào mà em tìm một dòng sản phẩm sủi bọt nạ thì em nghĩ là cái đây là dòng sản phẩm khá là tốt luôn, cũng như là rất là thích hợp cho tất cả các loại da và không hề gây kích ứng da. Không những thế mà đây là dòng sản phẩm ưa chuộng lắm nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ mở dòng sản phẩm sủi bọt con heo ra cho mọi người xem về bên trong nha. Đây thì đây em đã mở ra xong cái hộp sủi bọt con heo này với cái dung tích của dòng sản phẩm ở trên cái bao bì. Nó trên bao bì này thì nó sẽ ghi cái dung tích là, hiện tại là em chưa thấy cái dung tích của nó nha mọi người, không có thấy cái dung tích của nó. Tầm cái hũ này là em nghĩ tầm cỡ là 50ml nha mọi người, 50ml nè. Đây thì ở bên trong của nó mở nắp ra thì nó sẽ có hình nè, có một cái hình rất là dễ thương luôn. Ở đít nó sẽ có một cái hình và một cái ngày sản xuất và hạn sử dụng của dòng sản phẩm này nha. Khi mà các chị mua về cái dòng sản phẩm này sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên, bước đầu tiên để mà đắp mặt nạ thì mọi người, bước đầu tiên không nên quên đó là cái sữa rửa mặt để rửa sạch da mặt nha mọi người, là mình rửa sạch da mặt. Sau đó là mình sẽ dùng một cái lớp toner, đó là cái dòng sản phẩm nước hoa hồng để cân bằng độ ẩm cho da. Và sau đó mình sẽ vỗ nhẹ da để thẩm thấu những cái nước hoa hồng. Tiếp theo đó là mình sẽ mở cái hộp nạ sủi bọt con heo này ra và mình sẽ lấy cái mũ này nè, mình dít và bắt đầu là mình sẽ thoa lên đều khắp mặt. Và sau một cái thời gian thì da mặt của mình nó sẽ được sủi bọt lên, cũng như là cái da mặt của mình nó sẽ được thải đi những cái độc tố nè, giúp da căng bóng láng mịn, cũng như là sẽ giúp cho da của mình thải đi những độc tố, làm sáng da đẹp hơn và si kích lỗ chân lông nè. Đặc biệt là những cái chị nào mà đang bị mụn thì sử dụng cái dòng sản phẩm sủi bọt con heo này sẽ lấy đi những cái độc tố, cũng giảm đi cái lượng giảm đi cái những cái viêm mụn nè, viêm sưng nè, đặc biệt là nó sẽ không có bị đau rát ở trên da nữa nha mọi người. Thế đây là dòng sản phẩm rất là tốt. Đối với những chị em nào đang muốn đắp mặt nạ trong mùa hè này thì đừng bỏ lỡ cái em sủi bọt con heo này nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em. Và chị nào mà muốn mua cái dòng sản phẩm sủi bọt con heo này thì có thể là liên hệ sớm cho em qua số điện thoại là 0355 838 057, hoặc là mấy chị có thể là qua cái Zalo bên em qua số điện thoại là 0355 838 057. Zalo thứ hai là 0773339279 và cái Zalo thứ ba là 0933766739. Còn chị nào mà không có Zalo và muốn tìm hiểu thêm rất là nhiều sản phẩm tại shop bên em thì mọi người có thể là lên trên cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lip chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trong cái trang banner của em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng là được đặt hàng nha. Luôn luôn cung cấp cho tất cả các chị em là những dòng sản phẩm chất lượng nhất, làm đẹp uy tín nhất, và đặc biệt là luôn luôn cung cấp một cái giá sỉ rẻ nhất so với thị trường. Đối với những chị nào muốn nhập sỉ thì đừng có quên cái số điện thoại bên em để nhập sỉ giá rẻ và đặc biệt là cực kỳ chất lượng nha. 0355 838 057 nha. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc tất cả các chị yêu là luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye.